Sau hàng Nhật Lệ xin chào các bác. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2019. Ngày cuối năm rồi, em vừa về được một cái chiếc siêu phẩm nồi cơm hút chân không 1,8 lít của Toshiba. Xin nhắc lại với các bác, đây là nồi 1,8 lít các bác nhé. 1 lít 8 này, nồi rất là to. Dòng này thì nếu mà nói về Toshiba mà hút chân không 1 lít 8 thì rất là hiếm và rất là đắt. Rất là hiếm ạ. Còn nếu cái dòng đối với dòng 1 lít thì nó tương đối là nhiều. Còn dòng 1 lít 8 để được một con mà nồi mà tình trạng mà đẹp thì nó cũng rất là hiếm. Con này thì em vừa về xong. Tình trạng nồi thì các bác nhá, nhìn này. Gần như là không có xước sát gì. Đây do vận chuyển nó hơi có một cái chút này, tí em bảo em lắp lại là xong rồi, nó hơi bị lệch cái chốt ở đây. Tình trạng thì còn khá là đẹp ạ, gần như cái sơn thì không có xước sát gì các bác nhá. Đây, nồi Toshiba hút chân không. 1 lít 8 cực đẹp, mặt trước cũng còn khá là mới. Đây em đang test nấu thử đây. Kiểm tra gioăng không xì. Đấy, nồi áp suất này quan trọng là cái gioăng. Đây. Nó rất là đẹp. Con nồi này rất là nhiều các bác khách hàng thích mà bây giờ mới có được một chiếc. Ở đây em đang test cái nồi hoạt động mọi chức năng ok các bác nha. Con này em bán là 4,5 triệu. Giá bán không bao gồm phí ship và không bao gồm đổi nguồn nữa. Con này chỉ có một chiếc duy nhất thôi, màu đỏ rất là đẹp, rất là hiếm. Hình thức còn rất là mới. Tình trạng lòng nồi rất là đẹp, nên tắt đi có thể là. Khi tắt đi bọn này thì phải tầm 2 phút nó mới cho mở khóa ra để nó tránh cái tình trạng. Vì áp suất hơi nó phả ra gây nguy hiểm. Con nồi rất là đẹp đấy. Toshiba áp suất hút chân không. Rất là hiếm, 1 lít 8 đây, các bác lưu ý đây là nồi 1 lít 8 nhé. Chứ không phải nồi 1 lít đâu ạ, 1 lít 8 thì rất là hiếm. 1 lít thì lại rất là nhiều. Tình trạng cực đẹp luôn. Con em bán 4,5 triệu. Nhưng các bác nào có nhu cầu chốt thì các bác alo luôn cho em ạ. Nồi rất là hiếm, chỉ có một chiếc duy nhất thôi, không có nhiều đâu ạ. Xin cảm ơn các bác nhé.